Quý vị và con thân mến, chúng tôi mời quý vị và con quay trở lại cái trang trại của bác Én ở tại Thanh Hải của huyện Lục Ngạn. Đây là một trong những vườn sản xuất bưởi diễn và bưởi da xanh. Chúng ta sẽ cùng với lại bác để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là cái thành quả khi áp dụng các cái giải pháp để phát triển sản xuất trên cây bưởi diễn, trên cây bưởi da xanh trong giai đoạn hiện nay cũng như là thời gian tới. Xin mời. Còn khoảng một tháng nữa là chúng ta sẽ, cái vườn này là ông Én gia đình sẽ mở vườn để bán, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Cháu được biết rằng là đây là một trong những cái địa chỉ mà nổi tiếng của Lục Ngạn cũng như là nhiều nơi ấy thì đến học tập cái mô hình này. Và được biết là chú đang làm cái canh tác ở đây là mình kết hợp cả cái du lịch trải nghiệm, đúng không ạ? Đúng rồi. À thế thì bắt đầu từ tầm nào thì mình sẽ mở cho bà con đến để tham quan học tập? Nói chung là cách đây khoảng một tuần ta đã bên đây là cái màu được đặc trưng của hoa quả bưởi diễn, bưởi ngọt đã lên. Thì đã cái nhiều khách hàng đến gọi là check in một tủ bánh nhỏ rồi. À thế ạ, dạ vâng. Thế chú có thu vé cho của bà con không? Cái này cũng nhất là mình cũng thu một phần nhỏ nhỏ để cho phục vụ ở vườn. Cao điểm nhất là chú đang bán ở tại vườn là bao nhiêu tiền một quả? Như mỗi năm là chú bán là cho thương lái ở Hà Nội là 20.000 hoặc trên 20.000 một chút. À, khoảng nhiều. Khoảng 20.000 một quả. Vâng. Vậy thì đây là một trong những cái địa chỉ mà bưởi thương hiệu ông Én, bưởi hữu cơ đây, phải không ạ? Bưởi ngọt đấy, đúng rồi. Bưởi ngọt rất rất chi là nổi tiếng. Để được cái mẫu mã đẹp như thế này ở giai đoạn này vừa thơm vừa nó thể hiện được cái độ vàng, độ bóng đẹp như thế này thì cái chăm sóc của chú, để chú đưa các cái dòng phân nào mà để cho nó được cái chất lượng cây cũng quả đẹp thế này. Các cái dòng phân thì là chăm sóc hữu cơ, là các hạt hữu cơ này và kết hợp theo anh của các anh Sumago để cho nó ổn định được cái dinh dưỡng trong cây. Dạ vâng. Nhưng vào thời điểm này thì quy trình này cũng hạn chế chăm phân để nó tạo ít phân thì cho nó tạo thành cho cái màu mã lên đẹp. Cháu thấy quả nào cây nào cũng như cây nào. Cây nào, đấy, cây nào cũng coi như là sung xuê và lại rất nhiều ánh sáng. Đây là một trong những cái thể hiện thành công. Hôm nay anh em cháu đến thì thấy là có một cái cây của ông là mình đang thu hoạch để bán đấy, phải không ạ? Rồi. Vừa rồi là chú bán được tổng được bao nhiêu vạn quả? Nói chung là da xanh này thì đến thời điểm này là cũng bán được tầm có 80% diện năng suất của cây rồi. À 80% rồi. Vâng. Như cái cây này là khoảng 200 quả đấy, phải không ạ? Cây này là khoảng được có khoảng trên 200 kg sản lượng đấy. À trên hai tạ. Vâng. Chú đang bán giá bình quân là bao nhiêu? Cái loại da xanh đầu mà đẹp này thì bán chú bán là 30.000 đồng trở lên. 30.000 một cân. Một cân. Vâng. Như thế này thì cái biểu là người ta lấy là từ cân mấy ạ? Biểu là thì chú bán là tôi thường nói thích các con cắt. À, đấy, tức là phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Bán vào thương lái. Vâng. Mình là người làm ra sản phẩm. Dạ, thì mình vâng. Bán nhà hàng chiều ra thương lái là được dễ bán hơn. Dạ vâng. Cháu thấy rất hay là cái thế này. Cái cây của chú thì vừa thu hoạch quả xong nhưng mà ra rất nhiều những cái cành ở trong thân. Đúng rồi. Đấy, và cây thì rất khỏe, lá đúng xanh. Đúng rồi. Vậy thì cái mục tiêu mình chăm thế này để làm thế này, mục đích của nó là để làm như thế nào chú? Nếu mà riêng anh cây dòng cơ muối mà đặc biệt là cây da xanh. Vâng. Mà thời điểm thu hoạch gần xong này mà cảm thấy mình không chăm sóc mà xuống lá quá thì dẫn đến là cái tỷ lệ mà tồn tại của cây là sẽ kém. À. Đấy, vậy thì mình vừa chăm sóc cái độ ngọt của cây nhưng mà phải vừa giữ gìn cái độ màu sắc của lá. À của lá. Đấy. Thế thì vừa rồi chú đã đưa các cái dòng phân bón gì vào đây để cho cái cây nó giữ được cái màu lá xanh như thế này? Trong trước thu hoạch là chú đã đầu tư một số dòng hữu cơ và kết hợp cả tưới một lần Sumago của bên Sumago cung cấp và để cho cây nó ổn định. Để mà tránh tình trạng là bị xuống lá là sẽ bị đơ. Thế vậy thì riêng đối với cái da xanh này chú có dùng các cái biện pháp về ủ mầm hoa rồi gì để cho cây nó ra nhiều hoa không? Rồi. Thực sự ra để mà cây da xanh theo kinh nghiệm của gia đình vâng. Là tôi lại chăm khác với mọi người. Vâng. Bà con thì thường thường là dùng ủ hoa và gọi là siết quá để ra hoa. Vâng. Nhưng tôi chăm bình thường chỉ cần lấy một cái lượng hoa nó vừa phải thôi. Dạ vâng. Thì dẫn đến là cái hoa độ rất sai. Vâng. Mà cây không bị hại. Đúng chứ rồi. Mà giờ mình siết quá hoặc là dùng các biện pháp là ủ hoa hoặc là kích hoa thì nó dẫn đến nhiều hoa, xong cây lại được ít nọc thì lại dẫn đến tỷ lệ thành phần là không đỗ quả.
À dạ vâng. Thế vậy thì mình không ủ hoa như vậy thì mình có bón các cái giải pháp phân gì ở gốc ở trong giai đoạn đồng chí? Nói chung là đồng chí này giờ có thể là dùng nân và các loại phân hữu cơ rắc 50% thoải mái. À, Nhưng tức mà là mình hạn chế tưới nước một tí là được. đúng rồi, Đấy. thứ nhất là về cái giải pháp đầu tiên Đầu tiên. là hạn chế tưới nước. Đúng rồi, chính xác. Cái thứ hai nữa là đưa các cái phân hữu cơ Hữu cơ. kết hợp với lại lân. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Đấy, đấy là một trong những bí quyết mà để cho cây bưởi da xanh vẫn khỏe, Vẫn khỏe. ra ít hoa hơn Mà đỗ quả. nhưng lại đỗ quả. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đấy. Vâng, đây là một trong những cái bí quyết riêng của gia đình. Anh em quay trở lại cái vườn của chú thì thấy là đúng là cái chất lượng cây nó khác. Khác đúng không? Quả đều nhau đẹp như thế này. Đây đây Vâng. là xua câu đến còn hơi hơi sớm nữa, tầm có Dạ. khoảng 10 ngày nữa thì đến mà quay mới clip này mới đẹp. Dạ vâng. Đấy. Hôm nay Super Go quay trở lại và thấy là cái vườn của chú thì đúng là nó vẫn là vườn mẫu. Đúng. Đấy, kết hợp các cái giải pháp kỹ thuật và đặc biệt là nhiều ánh sáng nhất. Đúng Đấy, ạ, chính cháu xác. ghi nhận. Cái thứ hai nữa là kết hợp giữa Sumo Go cùng với các loại phân khác được một cái vườn cây quá tuyệt vời, phải không ạ? Đúng rồi. Sumo Go xin được cảm ơn Được, chú cũng cũng như là gia đình. xin Chúc cảm chú ơn gia đình sự mạnh tư khỏe vấn nhé. và tham quan của bên các anh Sumo Go. Dạ Vâng. vâng ạ. Vâng.